Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì sáng thứ sáu, trời còn mát, con xin quay vườn nhà của dì con với dượng con để cho cả nhà cùng xem. Trước hết là con xin quay quay toàn cảnh vườn, rồi xong sau con sẽ đi vào những chi tiết của từng cây. Dạ, xin mời cả nhà cùng xem. Dạ, xin mời cả nhà hãy ủng hộ con bằng cách đăng ký kênh của con để mà con có động lực để làm những video thật hay kế tiếp. Và xin chúc cả nhà một cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình và người thân, và dạ con xin cảm ơn. Cái này là con quay toàn cảnh cây vườn trước, rồi xong con sẽ làm một phần hai, phần ba để mà chia sẻ từng khúc, từng đoạn vườn. Hoa hồng đẹp không? Vườn rất là sạch sẽ. Cái này là tự tay dì con với dượng của con làm á, nên ổng làm mà tỉ mỉ như nó. Cái này là bộ sưu tập vườn sen đã. Cái này là hoa mộc lan à, rất là thơm, nó đang ra nhiều nụ lắm á. Cái này mà biết chiết thành hai ba cây nữa được. Thơm. Buổi sáng thì còn hơi mát mát chứ chút khoảng 11 12 giờ nắng lên nóng lắm. Hôm nay thời tiết ở chỗ con ở là nó dự báo là 105 độ F. Như là khoảng chừng 42, 43 độ C trở lên. Nóng á. Vườn được trồng với rất nhiều loại sen đá, những nhiều loại hoa, cây bonsai của Nhật à. Rất là đẹp. Trái đào, cây đào bự quá trời, cái trái bự kìa. Trong đây cũng một khối sen đá đây, đủ loại, rất là đẹp. Có cái sân đá này giống như nó làm cái màn nhện thôi. Đẹp không cả nhà? Nếu mà cả nhà mình coi thấy đẹp thì xin ủng hộ con bằng cách nhấn nút like và nhấn nút đăng ký kênh của con. Ở trong này cây đào nó có nhiều trái, nhưng trái bự ghê. Để con vô quay ha. Đào này đào long à, mà mốt nó chín thì nó mềm không. À.
nó mềm, còn bây giờ thì nó chưa chín thì nó cứng. Cái này giờ mình muốn ăn thì mình rửa sạch rồi mình chấm muối ớt hay là chấm muối tôm Tây Ninh ăn rất là ngon. Quá trời trái không? Ở dưới sân vườn thì được cậu Bủ cậu lót từng cục gạch. Cái vườn này ở sau rộng lắm á. Cái này lót khoảng mấy ngàn cục gạch đó. Thì bà dì của con đang tưới nước à. Chậu sen đá này nó nở rất là đẹp, cả nhà thấy đẹp không? Này là cây tiên tế nè, nó rất là bự ha. Đây chậu trúc, chậu tre. Ở đây là bụi hoa này, nó có cái mà hoa đẹp à. Đẹp à. Cái này giống xương rồng. Cái chế này nó bằng màu đen à. Rồi cái bông này, cái bông sen đá này giống như bông mai à. Bông sen à, đẹp à. Cái này cây thông được làm giống như là bonsai á, ở trong cái gốc nó bự lắm mà già thôi. Ở ngoài thì cậu Vũ ổng tỉa rất là đẹp. Ồ, cây chậu xương rồng này nó đang nở hoa chút chút dễ thương quá. Về già thì cái này là thú vui của mấy người già ở Mỹ, là trồng rau, trồng cây để mà chiều chiều khi mấy bạn, mấy cô, mấy chú mà về già chiều chiều ra vườn tưới cây hay là ngồi hóng mát cho nó thoải mái. Và đây là toàn cảnh của video. Và con sẽ làm tiếp theo phần 1, phần 2 để mà quay từng chi tiết mỗi cây để cho cả nhà cùng xem. Và xin hãy ủng hộ con bằng cách đăng ký kênh của con. Con xin cảm ơn. Đập ạ.
sau khi mà quay cái video này xong về thì chắc con sẽ làm một khu vườn nhỏ sen đá để trồng. Thì thấy ở đây cầu bụ trồng rất là đẹp nên cũng thấy mê quá. Con sẽ làm một bộ sưu tập sen đá vườn nhà con để cho cả nhà cùng coi. Trồng sen đá rất là đẹp thôi. Cái cây marble này lớn kìa, cao, cái gốc nó bự lắm rồi. Cái chậu sen đá này nó đang nở hoa. Dạ thì video này đã dài thì con xin ngừng tại đây và xin hẹn cả nhà vào những dịp video kế tiếp. Ở đây là có cái lồng chim giả nhưng mà nó gắn cái chip vô rồi, để nó con chim này nó nói chuyện được.